Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác và sử dụng bảng Appearance trong Illustrator. Bảng Appearance là nơi điều khiển, thao tác các thuộc tính về hình thức của artwork hay là của các đối tượng chúng ta thao tác trên bảng vẽ. Khi lựa chọn một đối tượng trên bảng vẽ, bảng Appearance sẽ liệt kê tất cả các thuộc tính liên quan. Ví dụ như chúng ta đang nhìn thấy ở bên phía bên phải trong nhóm bảng điều khiển đây chính là bảng Appearance. Chúng ta có thể kích đúp vào bất kỳ hiệu ứng nào trong bảng Appearance để chúng ta có thể mở các hộp thoại của các hiệu ứng đó và chúng ta có thể thao tác với nó, ví dụ như này. Bên trong các cái hộp thoại như thế này, nó sẽ cho chúng ta các cái thông số mà ta thiết lập với các hiệu ứng đó và được áp dụng lên đối tượng. Cụ thể, bảng Appearance nó bao gồm một số các lệnh sau. Thứ nhất đó là Add New Choice, chúng ta có thể thêm đường viền mới. Nút thứ hai, chúng ta có thể Add New Fill, nghĩa là thêm màu đổ mới cho đối tượng. Thứ ba, nút có ký hiệu FX ở đây, đó chính là nút Add New Effect, nghĩa là chúng ta có thể thêm các hiệu ứng mới. Nút có dấu sổ chéo này, đó chính là nút Clear, xóa hình thức của đối tượng. Bên cạnh này có một nút ẩn, đó là nút nhân đôi phần tử được lựa chọn. Còn nút cuối cùng hình thùng rác, đó chính là nút để xóa các phần tử được lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bảng Appearance này để tạo ra một số các đối tượng. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một hình tròn. Với hình tròn này, hiện tại thuộc tính của nó đó chính là màu đen và không có màu đường viền. Tôi sẽ tạo màu đổ cho nó, ví dụ như này. Và màu đường viền, tôi sẽ tạo một màu đường viền mới bất kỳ. Ví dụ tôi sẽ lựa chọn màu vàng chanh chẳng hạn. Hiện tại cái đường viền này nó hơi nhỏ nên tôi sẽ tạo cho nó to hơn. Ví dụ tôi sẽ để khoảng 20 point. Khi tôi click vào các cái thuộc tính trong bảng Appearance này thì sẽ xuất hiện lên các cái hộp thoại để chúng ta có thể thao tác với đối tượng. Ví dụ bây giờ cái màu viền này tôi có thể đổi sang màu khác. Ví dụ như này chẳng hạn. Hoặc là tôi cũng có thể thay đổi kích thước thông số của chốt này. Ví dụ tôi có thể giảm hoặc là tôi cũng có thể tăng lên tùy ý. Bên dưới này, trong phần thông số opacity của chốt, chúng ta có thể tạo hiệu ứng hòa trộn như bài trước chúng ta đã học, hoặc là giảm độ mờ nhòa opacity của đường chốt này, riêng đường chốt thôi. Bên cạnh những đường chốt chúng ta đã tạo, chúng ta cũng có thể tạo mới một đường chốt khác. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ tạo ra một đường chốt mới bằng cách click vào Add New Chop. Và các bạn sẽ thấy có hai chop ở đây, sẽ có hai phần để chúng ta thao tác với chop, nghĩa là cùng một đối tượng nhưng chúng ta có thể tạo nhiều các đường viền bên ngoài cho đối tượng. Mặc định là khi chúng ta tạo mới thì chop mới nó sẽ nằm ở dưới. Tuy nhiên là tôi sẽ chọn cái hiệu ứng chop ở bên trên để tôi có thể thay đổi chỉnh sửa. Ví dụ bây giờ tôi sẽ để chop mới màu trắng. Sau đó tôi thu nhỏ kích thước của cái chop này lại, tôi để 12 point. Các bạn sẽ thấy cùng một đối tượng nhưng nó có hai nét, có hai đường viền, đúng không ạ? Tiếp theo tôi sẽ tạo đường viền thứ ba cũng bằng cách đó là tạo chốt mới, Add New Chop. Ở chốt 3 này tôi sẽ thay đổi màu sắc cho nó. Ví dụ bây giờ tôi sẽ để màu xanh và thay vì để 12 point tôi sẽ để 8 point thôi chẳng hạn, hoặc 7 point. Khi tôi đang thao tác với đối tượng, tôi đang click chọn cái chốt này thì tôi có thể chuyển sang bảng chốt này để tôi thao tác kỹ hơn. Ví dụ như tôi sẽ tạo dash line chẳng hạn, nghĩa là tạo nét đứt cho nó. Và tôi sẽ chọn chế độ đó là round cap, đường bo tròn, để cho cái đường chốt này của tôi nó là nét đứt, tuy nhiên là nó sẽ có dạng bo tròn. Tôi có thể tăng giảm kích thước của cái dash line này, nghĩa là các cái nét đứt này bên trong phần thông số dash line, hoặc là tôi cũng có thể tăng giảm khoảng cách giữa các nét đứt này đây chẳng hạn. Hoặc là tôi muốn thay đổi màu sắc thì tôi có thể click vào đây và tôi thay đổi màu sắc. Thậm chí tôi cũng có thể áp dụng màu chuyển cho đường viền này. Sau đó tôi chuyển sang bảng gradient để tôi thao tác với phần màu chuyển trên đường nét đó. Tôi sẽ chuyển sang chế độ số 3 và tôi sẽ đảo đầu đối tượng chẳng hạn. Kết hợp với gradient nghĩa là chuyển vòng trạng vòng tròn. Tôi sẽ tắt bớt một số các cái điểm màu ở trên cái gradient này để tạo màu chuyển cho đường nét. Ngoài ra trong cái bảng Appearance này, nếu như chúng ta muốn thay đổi trật tự, thứ tự của các đường nét hoặc màu sắc thì chúng ta cũng có thể thay đổi bằng cách túm, giữ và di chuyển xuống trên hoặc dưới. Ví dụ như này, tôi thay đổi màu trắng xuống dưới chẳng hạn thì lập tức là vị trí của cái đường nét chóp màu trắng này nó sẽ bị đẩy xuống dưới màu vàng. Tương tự nếu như tôi muốn đẩy màu vàng xuống dưới màu trắng, tôi sẽ lại kéo, giữ và di chuyển đối tượng xuống dưới này. Các bạn sẽ thấy nó thay đổi vị trí và trật tự. Ngoài ra tôi cũng có thể tạo màu sắc mới cho đối tượng bằng cách click vào Add New Fill ở đây. Và đương nhiên là màu sắc mới thì nó sẽ nhảy lên phía trên đầu tiên trong bảng Appearance. Thì tuy nhiên là các bạn sẽ thấy là nó bị lấp mất cái đường nét chúng ta đã tạo. Vậy nên tôi sẽ kéo nó xuống dưới bên này, đặt nó xuống lên trên cái màu sắc cũ. Sau đó tôi thay đổi. Ở đây thì tôi muốn rằng chúng ta sẽ tạo một cái màu gradient mới. Tôi sẽ điều chỉnh cái gradient đấy. Tôi sẽ thay đổi cái màu gradient ở bên của cái này, chuyển sang chế độ radial để tôi kết hợp với hiệu ứng hòa trộn. Đây chẳng hạn, bên trong này tôi sẽ thay đổi cho nó hơi vàng một chút. Sau đó tôi vào bảng này, tôi kết hợp với hiệu ứng screen để tạo sự hòa trộn với màu sắc bên dưới. Bây giờ cái trông này của tôi cảm thấy hơi nhỏ, tôi có thể tăng kích thước của nó trên trong này. Tôi có thể tăng kích thước lên là 26. Ngoài ra tôi cũng có thể kết hợp các cái hiệu ứng về màu sắc như này. Tôi sẽ tạo thêm một số các hiệu ứng mới effect trong phần effect này. Ví dụ như chúng ta có thể tạo drop shadow chẳng hạn. Preview lên, các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta lập tức được áp dụng drop shadow. Đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ thấy nó áp dụng với đường viền, bởi vì chúng ta đang thao tác và lựa chọn với phần đường viền. Nếu như chúng ta đồng ý, chúng ta click OK. Hoặc là chúng ta sẽ chọn tất cả đối tượng phần đường viền và do đó chúng ta click vào Style Line, Drop Shadow, Preview lên chẳng hạn. Tất cả đối tượng của chúng ta, đặc biệt là phần đổ bên dưới cũng sẽ có Drop Shadow. OK. Và bây giờ tôi tạo hình một quả cầu tuyết thì tôi sẽ kết hợp với phần Line Tool để tôi tạo ra một số các đường nét diễn tả cái quả cầu tuyết. Và các bạn lưu ý một điều rằng nếu như trong phần menu của bảng Appearance, nếu như chúng ta tắt dấu tích ở nút New Add Has Basic Appearance này thì nó áp dụng lại nguyên si các thuộc tính ban đầu hoặc là trước đó của các đối tượng ngay phía trước đó mà chúng ta đã tạo. Ví dụ như này chẳng hạn, nó sao chép lại toàn bộ cái đường viền bởi vì tôi đang sử dụng công cụ tạo đường nét thẳng. Nếu như kể cả tôi tạo hình tròn hay hình vuông khác thì nó cũng sẽ sao chép tương tự cái thuộc tính như vậy. Đó, cho nên là nếu như chúng ta muốn nó tạo một đối tượng mới mà không bị ảnh hưởng hiệu ứng cũ thì chúng ta nhớ click vào nút New Add Has Basic Appearance này. Đây ạ, nghĩa là nó sẽ phải có dấu tích màu xanh thì các đối tượng mới của chúng ta nó mới không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng cũ. Tuy nhiên với cái phần chốc này thì nó là đương nhiên rồi ạ. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái đường nét để diễn tả cái bông hoa tuyết ở trên quả cầu này chẳng hạn. Ví dụ như này. Sau đó chúng ta sẽ nhân đôi cái này bằng công cụ Reflect Tool sang bên phải để chúng ta sao chép đối tượng. Group lại đang cho người. Sau khi có một cái cành này rồi, sau khi có một nhánh này rồi, chúng ta sẽ sao chép ra tầm nhìn nhánh khác. Tôi sẽ sử dụng công cụ đột tay để xoay vừa copy, trong đó chúng ta giữ Alt và giữ Shift để copy đối tượng. Sau đấy chọn tầm thời tất cả, xoay 90 độ, copy. Này chẳng hạn, như vậy là chúng ta đã được một bông hoa tuyết. Tôi sẽ group cái đối tượng này lại. Sau đó chúng ta di chuyển sang bên này để đặt vào bên trong đối tượng chúng ta đã tạo. Bên trong hình tròn mà chúng ta đã tạo như này. Tôi sẽ chọn cả hai đối tượng và chọn chế độ căn giữa để cho bông hoa tuyết của chúng ta vào chính giữa của đối tượng. Với bông hoa tuyết này, tôi sẽ thay đổi nó, màu sắc của nó sang màu trắng chẳng hạn. Và tôi cũng có thể sử dụng cái bảng Appearance này để tôi thay đổi thuộc tính của nó. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tăng cường cái bóng đổ cho nó bằng cách sử dụng hiệu ứng Drop Shadow để tạo hiệu ứng bóng đổ cho đối tượng. Tuy nhiên với bông hoa tuyết này nó rất là mảnh cho nên là tôi sẽ giảm cái độ blue cũng như là cái bóng đổ của nó, vị trí bóng đổ của nó. Tôi sẽ để 0.5 thôi chẳng hạn. OK. Như vậy là tôi vừa sử dụng bảng Appearance để tôi tạo mới, thay đổi cũng như là chỉnh sửa các thuộc tính của đối tượng, cái hình tròn cũng như hình bông hoa tuyết này mà tôi vừa tạo. Nếu như các đối tượng tôi tạo ra tôi không muốn áp dụng các hiệu ứng hoặc là hình thức đối tượng nữa thì tôi có thể click vào nút Clear Appearance này trong bảng Appearance để tôi xóa hết các thuộc tính của đối tượng mà tôi đã tạo đi. Và đối tượng của tôi tạo nó sẽ trở thành cái dạng đó là không màu và không đường viền. Tuy nhiên là tôi sẽ quay trở lại Ctrl Z để chúng ta quay trở lại các hiệu ứng đã có. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái lệnh tạo mới bằng cách đó là chúng ta chọn đối tượng, chọn một phần nào đấy bất kỳ, sau đó chúng ta kéo và thả vào cái nút tạo mới Double Click hiệu ứng này thì lập tức là màu sắc hay là bất kỳ một đối tượng nào chúng ta lựa chọn nó cũng sẽ được tạo mới như này. Và ví dụ như bây giờ tôi có thể đổi màu chẳng hạn. Đó, ví dụ như này, cho nhóm màu mới. Hoặc nếu như không thích cái mẫu màu đó thì tôi cũng có thể kéo và tôi thả vào hình thùng rác để xóa bỏ cái thuộc tính đó đi. Ví dụ như này chẳng hạn. Ngoài ra thì bất kỳ các cái thuộc tính nào bên trong đối tượng này tôi cũng có thể lựa chọn. Sau đó tôi click vào phần menu của bảng Appearance, sau đó tôi lựa chọn cái lệnh nhân đôi các phần tử hoặc thuộc tính được chọn. Đây chính là lệnh này. Rồi bây giờ tôi click vào cái nút Double Click này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy màu sắc nó được nhân đôi lên. Còn nếu như tôi muốn xóa bỏ cái đối tượng hoặc các phần tử được chọn đấy thì tôi click vào Remove để tôi xóa bớt cái phần tử đó đi. Như vậy là cái phần màu sắc vừa rồi tôi đã tạo nó lập tức được xóa đi ngay. Ngoài việc đó là bảng Appearance có thể áp dụng cho đối tượng thì chúng ta cũng có thể áp dụng với các cái lệnh của chữ. Tôi sẽ tạo ra một cụm chữ bất kỳ. Ví dụ như cụm chữ Merry Christmas này chẳng hạn. Tôi sẽ thay đổi cũng như là áp dụng thuộc tính cho nó bằng bảng Appearance. Bây giờ có thể tôi sẽ thay đổi phông chữ chẳng hạn. Tôi sẽ sử dụng bảng Appearance này để tôi kết hợp thêm. Ví dụ như là tôi sẽ Add New Fill. Tôi sẽ thay đổi màu sắc cho nó. Tôi sẽ sử dụng màu đỏ. Tôi cũng có thể click để tạo đường viền cho đối tượng ở trong này. Ví dụ như tôi sẽ tạo đường viền màu xanh đậm. Tôi sẽ tăng chóp lên. Ví dụ như tôi sẽ để 5 quanh chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy phần màu viền nó đang che lấp phần màu đỏ. Vậy thì tôi có thể kéo phần màu chóp này xuống dưới phần fill để chúng ta đảo trật tự của nó. Nghĩa là màu fill sẽ lên trên và màu chóp sẽ xuống dưới. Và chúng ta sẽ không bị lấp mất nữa. Ngoài ra thì tôi cũng có thể kết hợp thêm các cái hiệu ứng. Ví dụ như là tôi sẽ tạo thêm drop shadow chẳng hạn. Preview lên. Các bạn sẽ thấy chúng ta cũng có thể thay đổi thông số của các cái lệnh drop shadow ở trong này. Độ ví dụ như độ 10 nhòa chẳng hạn. Ok. Ví dụ như vậy. Hoặc là ngoài ra tôi cũng có thể kết hợp thêm một số các hiệu ứng khác. Ví dụ như là trong Stylize chúng ta có thể tạo Inner Ground hoặc là Outer Ground. Và tôi cũng có thể thay đổi màu sắc cho nó. Tôi sẽ lựa chọn màu xanh chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng màu sắc nó có sự thay đổi. Hoặc là tôi cũng có thể tạo sang màu vàng. Ok, ví dụ này chẳng hạn. Ok. Nếu như tôi tắt cái nút New As Has Basic Appearance này đi thì bất kỳ đối tượng nào tôi tạo mới nó sẽ đều sử dụng lại cái thuộc tính mà tôi đã tạo trước đó. Bây giờ tôi sẽ tạo một đường chóp ở bên dưới này chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy cái đường chóp mới này của tôi lập tức được áp dụng ngay cái hiệu ứng vừa rồi tôi đã tạo, đó là drop shadow cũng như outer cloud của cái chữ Merry Christmas này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ cho nó bo như này chẳng hạn. Tôi sẽ kéo dài ra chẳng hạn. Hoặc là cũng với chữ Merry Christmas này, bây giờ tôi có thể tăng đậm thêm đường viền cho nó. Tôi sẽ tạo thêm đường viền nhưng mà màu trắng chẳng hạn, bởi vì hiện tại tôi thấy màu xanh với màu đỏ nó đang hơi bị kích thích thị giác và gây cảm giác hơi khó chịu chẳng hạn. Tôi sẽ di chuyển cái màu chóp này xuống dưới phần màu đỏ cho nó đè lên trên phần màu xanh, và tôi sẽ giảm cái chóp này đi, chỉ còn 2 quanh thôi chẳng hạn, thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy chữ chúng ta nổi hơn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn sử dụng bảng Appearance trong Illustrator để chúng ta tạo mới cũng như thay đổi, chỉnh sửa và sắp xếp các thuộc tính về hình thức của đối tượng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.